Chuyển sang những thông tin dự báo thời tiết cùng với biên tập viên thời tiết Hương Liên. Xin chào chị Hương Liên. Tối ngày hôm qua tôi nghĩ là rất nhiều người bất ngờ với cái lạnh của Hà Nội và miền Bắc, kèm theo đó là rất nhiều đợt mưa. Vậy không biết là đợt lạnh cùng với mưa rét lần này thì có kéo dài không chị Liên? Vâng Hoàng Dương, cả mưa và rét ở Hà Nội sẽ còn diễn ra nốt trong đêm nay và ngày mai. Kính thưa quý vị khán giả, cụ thể là dự báo nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng 17 độ, trưa và chiều mai sẽ không quá 22 độ. 3 ngày tiếp theo, Hà Nội vẫn còn mưa nhưng cái lạnh sẽ lui về đêm và sáng sớm, còn ban ngày nhiệt độ sẽ tăng lên nhanh. Đến thứ 6, thời tiết mát mẻ với mức nhiệt khoảng 28 độ. Cuối tuần thì khả năng trời sẽ có nắng và nóng trở lại khi mà nhiệt độ tăng lên 33 độ. Người dân ở các nơi khác của miền Bắc cũng cảm nhận rõ cái rét trong đêm nay. Nhiệt độ thấp nhất tại các thành phố là từ 16 đến 19 độ. Sang ngày mai, nhiệt độ vẫn giữ ở mức thấp, phần lớn đều dưới 22 độ. Chỉ ít nơi như là Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên Phủ là nhiệt độ nhỉnh hơn khoảng 24 đến 27 độ. Cùng với giá lạnh, bà con ở vùng núi Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Sang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La và Hòa Bình. Lưu ý là từ chiều mai sang thứ tư sẽ có mưa dông, cảnh báo có nơi mưa to trên 60 mm, nguy cơ gây ngập úng ở các vùng trũng thấp, đồng thời đề phòng gió giật, sấm sét và mưa đá đi kèm trong cơn mưa. Ở Trung Bộ, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi cũng có mưa dông từ chiều tối sang ngày mai, cảnh báo mưa to trên 50 mm xảy ra cục bộ. Giai đoạn giao mùa, mưa dễ đi kèm các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, rất nguy hiểm. Còn tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết trong một số thành phố trong đêm nay và ngày mai. Đà Nẵng mưa dông có thể xảy ra bất chợt, đêm nay thời tiết se se lạnh 24 độ. Sang ngày mai quý vị sẽ thấy dịu mát với mức nhiệt 28 độ. Đà Lạt dự báo đêm nay không mưa, trời rét khô 15 độ. Sang ngày mai nắng nhiều, không khí thoáng đãng với mức nhiệt 28 độ. Thành phố Hồ Chí Minh đêm nay cũng tạnh ráo và dịu mát, nhiệt độ thấp nhất 26 độ. Trưa và chiều mai trời ít mây, nắng nóng, nhiệt độ tăng nhanh lên 35 độ.